Cô chào các em. Trước khi sang bài học mới, các em đi trả lời một số câu trắc nghiệm sau đây. Câu 1. Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực F1 và F2. Điều nào sau đây là đúng nhất? A. F1 nhỏ hơn F2. B. F1 lớn hơn F2. C. F1 bằng F2. D. F1 và F2 là hai lực cân bằng. Các em đã biết rồi, một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực thì hai lực đó phải là hai lực cân bằng. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu D. Sang câu 2. Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 theo phương nằm ngang. Biết F1 bằng 5 N. Câu nói nào sau đây là đúng? A. F2 bằng 5 N, có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống. B. F2 bằng 5 N, có phương nằm ngang, có chiều ngược với F1. C. F2 nhỏ hơn 5 N, có phương nằm ngang, có chiều ngược với F1. D. F2 lớn hơn 5 N, có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống. Từ câu 1, các em đã biết một vật đứng yên chịu tác dụng của hai lực và hai lực đó phải là hai lực cân bằng. Vậy thì cho biết F1 bằng 5 N, vậy lực cân bằng F2 sẽ là một lực cùng độ lớn, cùng phương ngược chiều. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, vì lực F2 nó có cùng phương ngang với lực F1. Câu 3. Khi có một lực tác dụng lên vật hoặc khi có các lực không cân bằng tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Chọn câu đúng nhất. Câu A. Vận tốc không thay đổi. Câu B. Vận tốc tăng dần. Câu C. Vận tốc giảm dần. Câu D. Vận tốc thay đổi. Các em thấy câu B, câu C, câu D đều là vận tốc thay đổi. Và chúng ta đã biết khi có một lực tác dụng lên vật thì vật sẽ thay đổi vận tốc. Không những một lực mà còn có các lực không cân bằng mà cô đã nói ở tiết học ngày hôm trước. Vậy các lực không cân bằng và khi có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ thay đổi. Vậy đáp án D sẽ là câu đúng nhất. Câu 4. Các em quan sát các hình dưới đây và cho biết câu nói nào sau đây là đúng nhất. Vật A chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 theo phương nằm ngang. Quan sát hình B, ta thấy vật B chịu tác dụng của lực F3 và F4 cũng theo phương nằm ngang. Câu A. F1 và F2 là hai lực cân bằng nên vật A đang chuyển động sẽ đứng yên. B. F1 và F2 là hai lực cân bằng nên vật A chuyển động không đều. C. F3 và F4 là hai lực cân bằng nên vật B đang chuyển động thẳng đều. D. F3 và F4 là hai lực không cân bằng nên vật B đang chuyển động không đều theo hướng của lực F3. Câu 4 là câu hỏi khó tổng hợp của các kiến thức của bài học ngày hôm trước. Cho nên các em quan sát, đối với vật A, các em thấy lực F1 và lực F2 là hai lực cân bằng tác dụng lên vật A. Mà đã là hai lực cân bằng tác dụng lên vật A thì vật A có thể ở hai trạng thái, một là đứng yên, hai là chuyển động thẳng đều. Mà câu A lại nói vật A đang chuyển động sẽ đứng yên. Vậy câu A sai. Câu B, vật A chuyển động không đều. Vậy câu B cũng là câu sai. Còn đối với vật B thì ta thấy lực F3 và lực F4 rõ ràng là hai lực không cân bằng. Lực F3 có độ lớn, lớn hơn lực F4. Vậy câu C, nói F3 và F4 là hai lực cân bằng thì câu nói đó là câu nói sai. Câu D, F3 và F4 là hai lực không cân bằng nên vật B sẽ chịu tác dụng của một hợp lực. Hợp lực này có độ lớn được tính như thế nào? Hợp lực này có độ lớn được tính là hiệu của phép tính trừ, lấy độ lớn của F3 trừ đi độ lớn của F4 ra độ lớn của hợp lực. Còn phương chiều thế nào? Vật B vẫn chuyển động theo phương nằm ngang, chiều hướng theo hướng của lực F3. Vậy câu D sẽ là đáp án đúng của câu 4. Như vậy, cô vừa ôn lại cho các em một số kiến thức cũ. Đồng thời, đó cũng là kiến thức liên quan và hỗ trợ
cho tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Các em quan sát mặt dưới của đế giày. Tại sao mặt dưới của đế giày lại gồ ghề, có nhiều gai? Hoặc tại sao cái mặt vỏ xe, xe ô tô hoặc xe đạp, xe máy họ không làm nhẵn mà lại có nhiều khía rãnh? Để trả lời cho các câu hỏi đó, ta đi vào bài học ngày hôm nay, bài 6, lực ma sát. Các em quan sát thí nghiệm sau. Đặt một xe lăn lên mặt bàn theo hai trường hợp, hình A và hình B. Tác dụng lực kéo lên xe và làm xe chuyển động. Dùng lực kế đo lại cái lực tác dụng lên xe. Câu hỏi, trong hai cách đặt xe như ở hình A và hình B, cách nào cần một lực kéo nhỏ hơn, vì sao? Các em quan sát lò xo ở lực kế, độ co giãn của nó và chúng ta trả lời. Rõ ràng ở hình B lực kéo nhỏ hơn, F2 nhỏ hơn F1, vì ở hình B phần tiếp xúc với mặt bàn là các bánh xe. Như vậy các em thấy cùng là vật, đó là xe lăn, nhưng cách tiếp xúc với mặt bàn khác nhau thì sự cản trở lên vật là khác nhau. Ở hình A, sự cản trở chuyển động của mặt bàn lên xe lớn hơn. Vậy lực nào đã cản trở chuyển động lên xe? Người ta gọi cái lực cản trở chuyển động lên xe đó là lực ma sát. Chúng ta đi vào phần 1 lâm mã, khi nào có lực ma sát? Lực ma sát sinh ra khi vật này chuyển động trên bề mặt vật khác và cản trở chuyển động của vật. Chính vì sự cản trở chuyển động đó cho nên chiều của lực ma sát luôn luôn ngược hướng với chiều của lực tác dụng. Vậy có mấy loại lực ma sát? Bây giờ ta cùng nhau đi tìm hiểu loại lực ma sát thứ nhất, đó là lực ma sát trượt. Các em quan sát trên màn hình. Đây là cái phanh xe đạp hay còn gọi là thắng xe đạp. Ở phần có mũi tên màu đỏ là cái má thắng, đó là một miếng cao su. Vậy khi bóp nhẹ thắng xe thì vành bánh xe chuyển động chậm lại. Ta thấy vận tốc của xe giảm dần là do đâu? Các em biết rồi, vận tốc của xe thay đổi là do có lực tác dụng. Và lực này làm giảm vận tốc của xe nên lực này đã cản trở chuyển động của xe. Vì vậy tên của lực đó chính là lực ma sát. Em hãy cho biết khi bóp nhẹ thắng thì vành bánh xe chuyển động thế nào trên cái mặt má thắng? Khi ta bóp nhẹ thắng thì vành bánh xe chuyển động trượt trên mặt má thắng. Chính vì vậy lực ma sát xuất hiện giữa má thắng và vành bánh xe, người ta gọi đó là lực ma sát trượt. Chính cái lực ma sát trượt này làm giảm tốc độ của xe. Vậy lực ma sát trượt được sinh ra khi nào? Câu trả lời, lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt vật khác. Nếu bóp thắng mạnh thì bánh xe đạp hoặc xe máy hoặc bánh xe ô tô sẽ ngừng quay, nhưng do quán tính nó sẽ trượt trên mặt đường một đoạn. Vậy lúc này lực ma sát trượt đã xuất hiện giữa vật nào và vật nào? Ta thấy lực ma sát trượt nó xuất hiện giữa bánh xe và mặt đường. Lấy ví dụ về lực ma sát trượt, các em đã biết khi vật này trượt trên bề mặt vật khác thì sinh ra lực ma sát trượt. Vậy ở môn thể thao chơi trượt tuyết, khi người ta trượt thì giữa tấm ván và mặt tuyết đã sinh ra lực ma sát trượt. Hoặc ở trò chơi trượt cầu trượt ở các công viên cũng sinh ra lực ma sát trượt. Cô giới thiệu cho các em một loại lực ma sát thứ hai nữa, tên là lực ma sát lăn. Ví dụ khi ta búng đẩy hòn bi trên mặt sàn, hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại. Vì sao hòn bi lăn một lúc rồi dừng lại? Chắc chắn vì có một lực ngăn cản chuyển động của hòn bi. Và ngăn cản chuyển động của hòn bi nên tên của nó là lực ma sát. Ta thấy mặt sàn đã tác dụng lực lên hòn bi, ngăn cản chuyển động lăn của hòn bi. Vì vậy đặt tên lực ma sát đó là lực ma sát lăn. Vậy lực ma sát lăn sinh ra khi nào? Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật khác.
ví dụ về lực ma sát lăn. Ví dụ khi xe chạy trên đường thì lực cản của mặt đường lên bánh xe đó là lực ma sát lăn. Ví dụ đua xe đạp, trượt patin, hoặc là khi đẩy các xe, đẩy vật nặng trên các con lăn. Các em thấy người ta còn rời cả những ngôi nhà rất là nặng và dùng các con lăn phía dưới để di rời. Ma sát lăn xuất hiện giữa các viên bi trong các ổ bi của bộ phận quay. Em hãy cho cô biết trong các trường hợp sau, trường hợp nào có lực ma sát trượt, trường hợp nào có lực ma sát lăn. Nhìn vào phần tiếp xúc giữa thùng hàng và mặt đất, ta thấy ở hình A sẽ xuất hiện lực ma sát trượt khi vật chuyển động, thì ở hình B sẽ xuất hiện lực ma sát lăn. Hãy so sánh độ lớn của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn trong hai trường hợp này. Cùng là một thùng hàng, nhưng số lượng người đẩy ở hình A nhiều hơn, có tới 3 người. Như vậy, chứng tỏ lực cản trở chuyển động đó là lực ma sát trượt lớn hơn, cho nên lực đẩy mới phải lớn hơn. Thế còn ở bên hình B, lực ma sát lăn nhỏ hơn, cho nên là cái lực đẩy nhỏ hơn. Vậy, khi đẩy kéo cùng một vật thì độ lớn lực ma sát lăn sẽ nhỏ hơn độ lớn của lực ma sát trượt. Và người ta tính được nếu thay ma sát trượt bằng ma sát lăn phải giảm lực ma sát từ 20 đến 30 lần. Cô vừa giới thiệu cho các em biết hai loại lực ma sát, đó là ma sát trượt và ma sát lăn. Nó xuất hiện khi mà một vật chuyển động trượt và lăn trên bề mặt vật khác. Thế còn có loại ma sát thứ ba nữa, tên là lực ma sát nghỉ. Nó xuất hiện ngay cả khi vật chưa chuyển động. Chúng ta đi tìm hiểu thí nghiệm. Móc lực kế vào vật nặng, rồi kéo vật theo phương nằm ngang. Trong thí nghiệm chú ý, ta kéo vật sao cho vật vẫn còn tiếp tục đứng yên. Vậy tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng, nhưng vật vẫn đứng yên? Điều này có mâu thuẫn với bài học ngày hôm trước không? Chúng ta đã biết, có lực tác dụng lên vật, vật phải thay đổi vận tốc. Thế trường hợp này, vật đứng yên, chứng tỏ giữa mặt bàn và vật có một cái lực cản. Lực cản này, nó tác dụng lên vật và cân bằng với lực kéo, nó giúp cho vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên. Và vậy, người ta đặt tên lực cản này đó là lực ma sát và gọi là lực ma sát nghỉ vì vật chưa chuyển động. Vậy lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật bị tác dụng của lực khác và nó giữ cho vật không bị trượt. Người ta gọi đó là lực ma sát nghỉ. Về mặt độ lớn, lực ma sát nghỉ có độ lớn bằng với lực tác dụng lên vật. Sau đây, cô giới thiệu một số ví dụ về ma sát nghỉ trong đời sống và kỹ thuật. Đây là băng truyền trong các nhà ga ở sân bay. Khi băng truyền chuyển động thì xuất hiện lực ma sát nghỉ giữa mặt băng truyền và hành lý. Vì vậy hành lý không bị rơi, bị đổ, bị trượt. Đây là hình ảnh nhà hàng lẩu băng truyền. Khi băng truyền chuyển động thì đĩa thức ăn cũng không bị trượt, bị rơi là nhờ ma sát nghỉ. Đây là hình ảnh ô tô đang đứng yên trên dốc nghiêng. Ô tô luôn luôn có xu hướng trượt về phía cuối dốc do trọng lực, nhưng là nhờ có ma sát nghỉ giúp ô tô tạm thời đứng yên. Đẩy xe mà xe không di chuyển do lực ma sát nghỉ của mặt đường tác dụng lên bánh xe cân bằng với lực đẩy. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi ta đi lại trên mặt đất. Các em chú ý, cô phân tích ví dụ. Khi ta đi lại trên mặt đất thì lực do mặt đất tác dụng lên bàn chân giúp con người mình tiến về phía trước được, đó là lực ma sát nghỉ. Bởi vì khi đi, chân ta tác dụng một lực lên mặt đất, một lực đẩy về phía đằng sau. Đồng thời mặt đất cũng tác dụng một lực đẩy lên bàn chân tiến về phía trước, và lực đó chính là lực ma sát nghỉ. Lực ma sát nghỉ trong trường hợp này giúp chân không bị trượt về phía đằng sau, giúp ta đi lại trên mặt đất. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi mình nắm giữ một vật trong tay. Khi
khi giữ vật trong tay thì vật đều có xu hướng rơi về phía trái đất do trọng lực. Nhưng do lực ma sát nghỉ xuất hiện giữa tay và vật, giúp cho vật không rơi. Sang phần 2, chúng ta đi tìm hiểu lợi ích và tác hại của ma sát trong đời sống và kỹ thuật, cách tăng và cách giảm ma sát. Một nhỏ, tác hại của lực ma sát và cách làm giảm. Quan sát hình 6.3A và B. Chúng ta đi tìm hiểu ma sát có hại như thế nào. Ở hình A, ma sát làm mòn xích đĩa, cho nên ta đạp xe sẽ thấy nặng. Ở hình B, ma sát xuất hiện ở ổ bi và ổ trục, làm mòn bi, mòn trục và cản trở chuyển động. Vậy cách làm giảm ma sát như thế nào? Thì người ta tra dầu mỡ thường xuyên để làm trơn cái bề mặt tiếp xúc đây, kể cả xe đạp và xe máy. Cái thứ hai nữa là người ta gắn ổ bi giữa bánh xe và trục của bánh xe. Ổ bi sẽ làm giảm ma sát giữa các phần của trục quay. Ở hình 6.3C, khi đẩy thùng hàng trượt trên mặt đất thì ma sát trượt rất lớn, nó cản trở chuyển động của thùng hàng và làm mòn bề mặt tiếp xúc. Vậy cách làm giảm, người ta cho thùng hàng lên một cái xe rồi người ta đẩy, có nghĩa là người ta giảm ma sát bằng cách thay ma sát trượt bằng ma sát lăn. Như vậy tác hại của lực ma sát là gì? Tác hại của lực ma sát là ma sát luôn luôn làm mòn bề mặt tiếp xúc và ma sát cản trở chuyển động của vật. Vậy cách làm giảm ma sát như thế nào? Ta phải làm nhẵn, làm phẳng bề mặt tiếp xúc hoặc làm trơn bề mặt tiếp xúc như tra dầu, mỡ, nhớt, hoặc thay ma sát trượt bằng ma sát lăn, hoặc có thể làm giảm trọng lượng của vật hoặc giảm bề mặt tiếp xúc. Đó là các cách làm giảm ma sát. Bên cạnh sự có hại của ma sát thì ma sát có thể là có ích. Nếu không có lực ma sát thì xảy ra hiện tượng gì? Hãy tìm cách tăng lực ma sát trong các trường hợp sau. Nếu không có ma sát thì không viết được bảng. Không có ma sát nghỉ thì phấn không bám vào bảng, ta không đọc được chữ. Nếu không có ma sát thì con người không đi lại được trên mặt đất. Nếu không có ma sát thì chúng ta cũng không cầm nắm được vật trong tay. Như vậy, ma sát giúp viết bảng, ma sát giúp ta đi lại trên mặt đất, ma sát giúp nắm giữ vật trên tay. Vì vậy, ta cần phải tăng ma sát trong các trường hợp này. Mặt bảng phải làm có độ nhám vừa phải. Đế giày, đế dép phải có những cái gai thô ráp lên, để khi đi trên mặt đất nó có độ bám vào mặt đất, không bị trơn trượt. Vậy cách làm tăng ma sát đó là ta phải tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc lên. Đây là hình ảnh bu lông. Ta thấy lợi ích là ma sát nó làm vít và ốc giữ chặt với nhau. Hình ảnh hộp diêm, ta thấy ma sát làm nóng chỗ tiếp xúc để đốt diêm. Như vậy các trường hợp này ta đều phải làm tăng ma sát, là tạo ren cho ốc và vít và làm nhám bề mặt vỏ diêm. Khi ô tô chuyển động trên đường muốn dừng lại phải có cái thắng xe. Vậy ma sát giúp ô tô dừng lại khi thắng xe. Ma sát giúp ô tô di chuyển và bám vào mặt đường. Các trường hợp này ta phải tăng ma sát bằng cách là tạo rãnh cho vỏ xe, làm phanh thắng cho xe. Trong các trường hợp ma sát là có ích, ta cần phải tăng ma sát lên. Các em quan sát vỏ xe đạp và vỏ xe ô tô, ta thấy bề mặt không nhẵn mà bề mặt nó phải nhám. Người ta tạo rãnh khía sâu cho cái bề mặt vỏ xe. Và đối với xe ô tô vận tải thì lại phải có khía sâu hơn vỏ xe đạp, vì ô tô vận tải có trọng lượng lớn hơn nên cần phải độ bám vào mặt đường nhiều hơn. 35 mã vận dụng. Các em đi trả lời câu hỏi C8. Hãy giải thích các hiện tượng sau đây và cho biết trong các hiện tượng này ma sát có ích hay là có hại. Câu A, khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị té ngã. Ta phân tích. Cái sàn nhà đá mới lau nó trơn, cho nên lực ma sát nghỉ giữa sàn và chân người là rất nhỏ. Vì vậy ta đi ta dễ bị té. Ma sát trong trường hợp này là cần thiết, cho nên ma sát là có ích.
câu B. Khi ô tô đi vào chỗ bùn lầy, có khi bánh xe quay tít mà xe không tiến về phía trước được. Ta giải thích, do bùn lầy trơn, khi đó lực ma sát nghỉ giữa vỏ xe và mặt đất quá nhỏ, làm bánh xe quay và bị trượt tại chỗ, không tiến về phía trước được, không bám vào mặt đất được. Vì vậy ma sát trong trường hợp này cần thiết, ma sát có ích. Câu C, giày đi mãi đấy cũng mòn. Chúng ta đã biết ma sát bao giờ cũng làm mòn bề mặt tiếp xúc. Vậy do ma sát trượt giữa mặt đất và đế giày đã làm đế bị mòn, ma sát trong trường hợp này nó là có hại. Chúng ta quan sát cái sự khác nhau giữa trục bánh xe bò ngày xưa và trục bánh xe đạp xe ô tô ngày nay. Đó là trục bánh xe ngày nay có ổ bi, còn trục bánh xe bò thì không có ổ bi. Con người mất hàng chục thế kỷ mới phát minh ra cái ổ bi tạo nên sự khác nhau đó. Vậy C9, ổ bi có tác dụng gì? Việc phát minh ra ổ bi có ý nghĩa như thế nào đối với khoa học và công nghệ? Ổ bi nó có tác dụng làm giảm ma sát, do thay ma sát trượt bằng ma sát lăn của các viên bi. Nhờ cái sử dụng ổ bi đã giảm lực cản lên các vật chuyển động, làm cho máy móc hoạt động dễ dàng, hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành như động lực học, cơ khí, chế tạo máy. Chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức của bài học ngày hôm nay. Bài 6, lực ma sát. Vậy khi nào có lực ma sát? Lực ma sát xuất hiện khi vật này chuyển động trên bề mặt vật khác và cản trở lại chuyển động của vật. Vì vậy, chiều của lực ma sát bao giờ cũng ngược với chiều của chuyển động. Phân loại, có 3 loại lực ma sát. Thứ nhất là lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt sinh ra khi vật này trượt trên bề mặt vật khác và cản trở lại chuyển động trượt của vật. Thứ hai, đó là lực ma sát lăn. Lực ma sát lăn xuất hiện khi vật này lăn trên bề mặt của vật khác và cản trở lại chuyển động lăn của vật. So sánh về độ lớn thì lực ma sát lăn luôn luôn có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của lực ma sát trượt. Lực ma sát thứ ba, đó là lực ma sát nghỉ. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật chịu tác dụng của lực khác mà vật vẫn đứng yên. Về độ lớn, lực ma sát nghỉ bằng với độ lớn của lực kéo tác dụng lên vật. Lực ma sát có thể có hại. Thì tác hại của lực ma sát là bao giờ cũng làm mòn bề mặt tiếp xúc và cản trở chuyển động. Và biện pháp làm giảm thì ta làm nhẵn bề mặt tiếp xúc, thay ma sát trượt bằng ma sát lăn. Ma sát có thể là có lợi. Thì cách làm tăng ma sát là ta phải làm nhám bề mặt tiếp xúc lên. Bài học của ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Các em về nhà, tự học ở nhà, chép bài, học bài, làm bài tập trong file Word. Bài học tuần sau, đó là bài ôn tập.